để xúc. Cái làm câu cái này. Đấy là máy xúc đấy. Con. Đấy con lấy máy xúc đấy xúc đồ chơi vào xe đi. Máy xúc này để làm gì? Cũng là để xúc, hai máy xúc như nhau mà chỉ khác màu mà. Con tôi phải xúc một chút khá thế. Đó, hai máy xúc đây. Đúng không? Có rồi mà. Có ai chưa? Chúc rồi. Chúc rồi nè. Đây. Con năm nay đi 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 ta được nữa. Con năm nay đi ra đi. Đấy, chúc rồi nè. Lặng luôn, lặng luôn, lặng luôn. Khủng long đi vào rồi kìa. Khủng long vào phá hoại rồi. Khủng long ra đây. Ra kia đi, ra kia đi. Ra kia đi. Ngã rồi. Lấy cái đầu luôn. Nào cho khủng long đi đến chỗ Nhật Nam đi. Rồi bỏ ra cho khủng long đi. Đây để bỏ giữ luôn ở đây. Đi thôi đi nhá. Nào đưa bố bắt khủng long. Nhốt khủng long luôn. Ăn đi. Nhốt luôn. Máy xúc phẩm bọc bố. Không bố được rồi. Máy xúc phẩm. Đúng rồi, mình làm được rồi. Con này.
Không làm gì đây. Xúc ủi. Mà xúc này có xúc ủi được không? Xúc được.